Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn. Tập 64. Chương 631, Cổ Đại Sư. Hoàng cái gì? Có lão phu ở đây, ai có thể tổn thương đệ tử của ta? Cổ Lạp mặc một bộ trường bào đẹp đẽ, mái tóc tung bay theo gió, hạ xuống từ giữa trời, vẻ mặt ngạo nghễ, đầy vẻ cao quý. Giống như giữa trời đất này, chỉ y độc tôn. Nhất là con dao long hai đầu dưới chân y, thân dài mười mấy trượng, vảy màu tím, đầu dao long dữ tợn cùng đôi mắt trắng toát. Khiến dao long nhìn đầy tử khí, nhưng vẫn vô cùng thần vũ, cực kỳ bá đạo, đủ để khiến mọi người cảm thấy nặng nề sau khi nhìn thấy. Giữa không trung, Cổ Lạp khí thế ngất trời, bảy tám tu sĩ ô binh bộ bên cạnh y, đều có tu vi kết đan. Ai nấy rõ ràng đều không phải tộc nhân bình thường, đều là kẻ quyền quý trong bộ lạc. Lúc này bọn họ vây quanh Cổ Lạp, tiền hô hậu ủng. Cổ Lạp vẻ mặt cao ngạo, dừng dưng nhìn mặt đất. Thứ đầu tiên y nhìn thấy, đương nhiên là thân thể to lớn của man cự nhân. Chỉ vì vấn đề góc độ, hắn không nhìn thấy Mạnh Hạo bị man cự nhân che khuất, chỉ là nhìn tư thế khéo léo của man cự nhân, đáy lòng có hơi so sánh. Nhưng cho dù y nghĩ thế nào, cũng không thể liên hệ man cự nhân khéo léo với Mạnh Hạo trong suy nghĩ của hắn. Đây là Tây Mạc, không phải Mạc Thổ, sát tinh đó đã bỏ qua, sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa. Suy nghĩ này vốn nửa năm trước còn có chút dao động, nhưng hiện giờ đã qua nửa năm rồi, Cổ Lạp vẫn luôn an toàn thoải mái, đối với cái ý nghĩ này đã hình thành một thói quen. Chuyện thứ hai y nhìn thấy, chính là đại mao và con rơi màu đen. Còn có đàn yêu xung quanh không bị thân thể to lớn của man cự nhân che khuất. Về phần tộc nhân Ô Đạt Bộ, hắn hoàn toàn bỏ qua. Hai con yêu vương không tệ, lão phu tung hoành Tây Mạc nhiều năm, dị yêu thế này cũng không gặp nhiều. Cổ Lạp hơi mỉm cười, không hề để ý đến đệ tử đang cầu cứu, mà chắp tay đứng giữa không trung, bao quát mặt đất, dừng dưng nói. Lúc y mở miệng, đại mao trên mặt đất ngẩng đầu, trong mắt lộ sát cơ. Bộ lông trắng toát, lúc này cũng lộ ra sát ý lãnh như băng tuyết. Con rơi đen cũng híp mắt lại, nó cảm nhận được uy hiếp từ trên người Cổ Lạp. Lúc nhìn chằm chằm Cổ Lạp, mồm nó lộ ra hàm răng sắc bén. Còn những dị yêu khác, lúc này đang run rẩy dưới uy áp của dao long hai đầu ở giữa không trung, giống như bị uy hiếp. Đám người Ô Trần của Ô Đạt Bộ, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ nhìn đám người Ô Binh Bộ giữa trời, lại nhìn con dao long đáng sợ, nhìn Cổ Lạp trên mình dao long, hô hấp trở nên gấp gáp. Là Tư Long cấp 7 Cổ Lạp đại sư của Ô Binh Bộ. Ô Trần theo bản năng nhìn về phía Mạnh Hạo sau lưng man cự nhân, thấy sắc mặt Mạnh Hạo bình thường, đột nhiên cảm thấy yên tâm. Lúc này giữa không trung, nghe được lời nói của Cổ Lạp, tộc nhân của Ô Binh Bộ, lũ lượt cười theo. Quả là hai con dị yêu không tầm thường, chúc mừng Cổ đại sư. Hôm nay thu được hai con yêu vương, thực lực nhất định có thể tăng tiến không ít. Không sai, Cổ đại sư thật may mắn, những con dị yêu thế này cực kỳ hiếm thấy. Trong tiếng cười vẻ mặt mọi người đều vui mừng, như bọn họ nói, yêu vương thế này quả thực hiếm thấy. Cổ Lạp nghe được mọi người tán tụng, cũng có phần đắc ý và mừng rỡ, đại mao và rơi đen, quả thực khiến y động tâm, đệ tử bái kiến sư tôn. Lúc này, gã thanh niên Ô Binh Bộ trên mặt đất, nhìn thấy Cổ Lạp tới nơi, trong lòng lập tức buông lỏng, đồng thời khí thế khoa trương cũng lập tức xuất hiện trên người. Sư tôn, hai con yêu vương này đệ tử vô tình phát hiện ở đây, liền muốn ra tay bắt bọn chóng về dâng sư tôn. Nhưng những người này đột nhiên xuất hiện, trước đó hắn còn ra tay với đệ tử, ý muốn cướp đoạt, xin sư tôn chủ trì công đạo. Thanh niên này không hề chần chừ, lui lại mấy bước, lớn tiếng nói. Ánh mắt nhìn Mạnh Hạo, lộ ra vẻ âm độc, khóe miệng có nụ cười châm biếm. Cho dù ngươi ở Ô Đạt Bộ có thân phận gì, chọc vào tiểu gia ta, lại có ý đồ với dị yêu sư tôn ta coi trọng, ngươi chết chắc rồi. Thanh niên có vẻ đắc ý, cao ngạo, bộ dạng cho dù ta bôi nhọ ngươi, thì ngươi cũng có cách gì. Ánh mắt Cổ Lạp quét qua man cự nhân, càng lúc càng kinh ngạc với vẻ khéo léo của nó, nhưng ánh mắt bị nó che đi. Không nhìn thấy Mạnh Hạo ở phía sau, nhưng nghĩ đến thân phận của bản thân ở Ô Binh Bộ, y dừng dưng nói. Không thể như vậy,
đã là đạo hữu Ô Đạt Bộ, đùa nhi con sao có thể nói lời ác độc như vậy. Đệ tử biết sai, chỉ là người này thực quá ngông cuồng, nếu không phải sư tôn tới kịp thời, sợ rằng giờ này đồ nhi chỉ còn là thi thể. Thanh niên vội vã cúi đầu, lộ vẻ ấm ức. Mạnh Hạo nghe vậy chỉ cười, nhẹ nhàng đi tới trước một bước, bước ra khỏi nơi man cự nhân che khuất, để bản thân mình lộ ra trong mắt đám người giữa không trung. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Lạp đang tràn đầy cao ngạo. Lão phu muốn nhìn xem ai dám động đến đồ. Hả? À, đó. Gần như ngay khi Mạnh Hạo bước ra, cũng là lúc Cổ Lạp nghe được lời nói của đệ tử, vẻ mặt kiêu ngạo, ngách cằm lên, đang nói chuyện. Chỉ là câu nói này vẫn chưa nói xong, Cổ Lạp đã mở to mắt, nửa câu sau của y, dừng lại ở chữ hà, rồi sừng sốt. À xong, thì hoảng sợ không thể tin tưởng. Đó xong, liền hít một hơi thật sâu. Giờ phút này, y gần như ngừng thở, sắc mặt nhanh chóng biến hóa, bộ dạng như còn sống sờ sờ mà lại nhìn thấy lệ quỷ Hoàng Tuyền vậy. Đầu óc choáng váng, như bị lôi đình đánh trúng, y ngây ra tại chỗ. Đầu óc choáng váng, dường như có vạn con ngựa đang ầm ầm chạy qua, không ngừng dẫm đạp lên ý thức của y, đạp nát hoàn toàn. Y đột nhiên hiểu ra man cự nhân vì sao lại tinh xảo đến vậy. Man cự nhân chết tiệt này, uổng cho ta thời gian này nuôi ngươi, ngươi đã gặp phải sát tinh này, vì sao vừa rồi không nhắc nhở ta một câu. Trong lòng Cổ Lạp nhỏ lệ, đồng thời tộc nhân Ô Bình Bộ bên cạnh Cổ Lạp cũng đồng thời nhìn thấy Mạnh Hạo, đều lần lượt cất giọng lạnh nhạt. Chuyện này vị đạo hữu này của Ô Đạt Bộ có phần quá đáng. Yêu vương này nếu đã là đệ tử của Cổ Lạp đại sư phát hiện trước thì có nghĩa là có quyền bắt về. Người cướp đoạt như vậy, khinh Ô Bình Bộ ta quá lắm. Chỉ là Ô Đạt Bộ nhỏ nhỏ, ai nấy đều là cặn bã. Ta đoán rằng người này là khách khanh của Ô Đạt Bộ. Chỉ một khách khanh nho nhỏ, lại dám khoa trương đến vậy. Ta thật rất muốn nhìn xem, người dám giết tộc nhân Ô Bình Bộ trước mặt chúng ta không? Tu sĩ bên cạnh Cổ Lạp lần lượt mở miệng. Bọn họ không quen Mạnh Hạo, cũng không biết thân phận của Mạnh Hạo. Dù sao chuyện Mạnh Hạo gây ra trong Ô Đạt Bộ lúc trước, có tộc công và tế tự của Ô Đạt Bộ can thiệp, khiến cho Mạnh Hạo vẫn còn thần bí, người ngoài không biết được câu chuyện cụ thể. Cho dù là trận chiến với Mặc Phương, Ô Đạt Bộ cũng hạ mệnh lệnh nghiêm khắc, không được truyền ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 632, Hại Thầy. Ha ha, hôm nay cổ mỗ hơi mệt rồi. Cáo từ, cáo từ. Cổ Lạp hơi run, trong lúc nói chuyện đã lui lại phía sau. Vừa được ba bước, liền quay người, đang muốn hóa thành cầu vồng chạy đi, thì lại bị tộc nhân Ô Binh Bộ bên mình ngăn lại. Cổ đại sư, ngài làm sao vậy? Đúng vậy, cổ đại sư, hai con yêu vương thần vũ như thế, há có thể nhìn lầm, tuyệt đối không sai được, đây chính là hai con yêu vương. Không sao không sao, ta chợt nhớ mình còn một đàn dị yêu cần nuôi dưỡng, vậy, ta đi trước nhé. Cổ Lạp run rẩy trong lòng, vội vã mở miệng, đẩy những kẻ đang kéo mình ra, không thèm quan tâm đến người khác, định một mình rời đi. Sư tôn, người này không chỉ lúc trước muốn ra tay với đệ tử, thậm chí lúc đệ tử nói danh hiệu của sư tôn xong, vẫn khoa trương bá đạo như cũ, mở miệng nhục mạ. Sư tôn, chuyện này sao có thể nhịn được? Thanh niên thấy Cổ Lạp muốn rời đi, vội vã bay lên, tự mình ngăn cản trước mặt Cổ Lạp. Mạnh Hạo như cười như không nhìn cảnh tượng này, vỗ vỗ lên man cự nhân bên cạnh, hắn cảm thấy Cổ Lạp bây giờ thú vị hơn quá khứ nhiều. Đám người Ô Trần cũng ngây ra nhìn cảnh tượng đảo ngược này, dần lộ ra chút nghi ngờ. Không hiểu Cổ Lạp đại sư này, lúc đến khí thế ngất trời, vì sao lúc này lại như vậy? Bất giác, bọn họ đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Không chỉ bọn họ như vậy, tộc nhân Ô Bình Bộ cũng đều nhìn ra vẻ không ổn. Người cút ra cho ta. Cổ Lạp tức giận, đưa tay lên định hất đối phương ra, thì Mạnh Hạo ở dưới đất cười nói, đã đến nơi rồi, sao vội rời đi? Mạnh Hạo vừa nói, thân thể Cổ Lạp run run, miễn cưỡng nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, quay người nhìn Mạnh Hạo. Nhưng thân thể y càng run mạnh hơn, trong lòng đau đớn, có ấm ức và tức giận quanh.
quần trong đầu. Sao lại như vậy? Nơi này là Tây Mạc, không phải là Mạc Thổ. Hắn vì sao cũng ở chỗ này? Ta 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 ta. Đầu óc Cổ Lạp chấn động, thân thể y càng thêm run rẩy, từng chút ký ức hiện lên trong đầu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hạo, cho đến khi bị nghiên cứu thê thê thảm thảm. Khó khăn lắm mới có được mấy ngày tốt lành, nhưng hiện giờ trong khoảnh khắc này, ký ức đó như trở thành ác mộng không tan. Sao lại như vậy? Cổ Lạp bi phẫn trong lòng, nhưng lúc quay người lại thì chớp chớp mắt, dường như là lần đầu tiên phát hiện ra Mạnh Hạo, trên mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng lại đang nhanh chóng suy nghĩ xem nên nói những gì. Nhưng y chưa kịp nghĩ xong, tam đệ tử bên cạnh y, thanh niên kia, nhìn thấy sư tôn không định rời đi nữa, trong lòng thở phào, quay người, hung dữ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Người chết chắc rồi, chọc vào một tư long cấp 7, cho dù là Ô Đạt Bộ, cũng không bảo vệ được ngươi. Thanh niên càng nói càng khoa trương, lúc này gã đã bỏ qua một sự thực, bên người Mạnh Hạo có hai yêu vương. Trong mắt gã, trong năm bộ ô thần, có rất ít người dám chọc giận sư tôn gã. Sắc mặt Cổ Lạp đại biến, trong lòng căng thẳng. Lời nói của thanh niên lọt vào tai Cổ Lạp, y liền mở to mắt, lập tức nghĩ đến kết cục thê thảm của những người đắc tội với Mạnh Hạo trong quá khứ. Thân thể y run rẩy, nhìn chằm chằm vào tam đệ tử bên mình. Y đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, kẻ này là đệ tử hay là kẻ thù của y? Cổ Lạp, người thấy thế nào? Mạnh Hạo mỉm cười, nhìn Cổ Lạp giữa không trung. Thân thể Cổ Lạp không ngừng run rẩy, còn có mồ hôi lạnh đổ ra như mưa, đang định mở miệng giải thích. Thật to gan, dám gọi trực tiếp tên của sư tôn ta, người có tư cách này sao? Thanh niên hét lớn, một lần nữa cắt đứt lời giải thích của Cổ Lạp. Ngươi! Cổ Lạp đỏ ngầu mắt, nhất là khi nhìn thấy Mạnh Hạo cau mày, giống như hàng vạn tia sét nổ vang trong đầu Cổ Lạp. Khiến sắc mặt y hoàn toàn biến đổi, nhìn thấy đệ tử mình lại định mở miệng, y kinh hãi hét lên một tiếng. Ngươi câm miệng lại cho ta! Giọng y vang vọng, truyền khắp bốn phương, khiến cho tộc nhân ô binh bộ xung quanh đều biến sắc, theo bản năng lui lại, rồi đồng loạt nhìn về phía Cổ Lạp. Sư tôn, người làm sao vậy? Kẻ này quá kiêu ngạo, trước đó còn không ngừng châm chọc người, người. Thanh niên nhìn Cổ Lạp một cái, ngây ra một chút, vội nói tiếp. Cổ Lạp nổi cơn tam bành, có thể nhìn ra cơn giận dữ trong mắt y, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống thanh niên này vậy. Lần đầu tiên y phát hiện ra, bản thân thu tên đệ tử này là ngu ngốc đến thế nào, đến cả vẻ mặt của mình cũng không nhìn ra, đã thế còn cứ nói trước mặt sát tinh như thế. Sư tôn cái rắm, lão phu là sư tôn của ngươi lúc nào? Thằng nhãi chết tiệt, ngươi không phải đệ tử của ta, ngươi là kẻ thù của ta. Cổ Lạp tức giận ngút trời, một nguy cơ sinh tử mãnh liệt trong nháy mắt xuất hiện, thậm chí toàn thân y trong giây phút này đều đau nhức. Trong đầu hiện lên cảnh năm đó bị cắt từng miếng thịt, tức thì giận dữ hét lớn, tay phải đưa lên đánh thẳng vào không trung. Bốp một tiếng, thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, kêu lên thảm thiết, thân thể văng đi, rơi xuống đằng xa, lập tức hôn mê. Như còn chưa nguôi giận, thân thể Cổ Lạp lay động, lao về phía thanh niên đã hôn mê, hung hăng giẫm mạnh một cái. Rắc một tiếng, thanh niên đang hôn mê đau đớn tỉnh lại, gào lên thảm thiết. Rồi lại lần nữa hôn mê. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả tộc nhân ô binh bộ hoàn toàn biến sắc, lũ lượt lui lại, ánh mắt nhìn Cổ Lạp lập tức trở nên sắc bén. Cổ đại sư, ngài có ý gì? Nhưng Cổ Lạp ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể nhảy lên, rồi quỳ sụp xuống trước mặt Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc nước mắt đầm đìa, bộ dạng như vô cùng kích động. Cuối cùng cũng tìm được thiếu chủ rồi, thiếu chủ. Lão nô tìm người đã nửa năm nay. Lão nô còn tưởng người không còn cần lão nô nữa. Lão nô, Cổ Lạp vừa nói, lập tức khiến mọi người kinh hô. Cho dù là đám người ô trần, hay là đám người ô binh bộ giữa không trung, sau khi nghe được lời nói này, ai nấy sắc mặt biến đổi, tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể hình dung. Bọn họ ai nấy hô hấp gấp gáp, nhìn về phía Mạnh Hạo và Cổ Lạp. Bọn, họ có quan hệ thế nào? Mạnh đại sư lại là chủ nhân của Cổ đại sư. Hắn có thân phận như thế nào? Khó trách Mạnh đại sư nhiều bí pháp tư long đến vậy, còn có thể tự nuôi được yêu vương. Nô tài của ngài là cấp 7, vậy ngài ấy là cấp mấy? Đám người ô trần trợn tròn mắt,
nhưng những kẻ quyền quý từ Ô Binh Bộ đi theo Cổ Lạp tới đây còn kinh hãi hơn nhiều. Cổ đại sư lại gọi người này là thiếu chủ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Là thật ư? Người này lại là thiếu chủ của Cổ đại sư. Cổ đại sư đã mạnh mẽ đến thế rồi, vậy chủ nhân của ngài ấy? Vẻ mặt Mạnh Hạo bình thường, vẫn nhìn Cổ Lạp cười mà như không cười. Cổ Lạp nói những lời này, hiển nhiên là lo lắng sẽ bị mình trừng phạt, sám hối chuyện lúc trước, nhất là hiện giờ quỳ ở đó, chăm chăm nhìn bản thân, trên mặt lộ vẻ ấm ức và cầu cạnh. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 633, Ô Linh. Trăm man nhân cho tốt, đến lúc cần ta sẽ gọi ngươi. Mạnh Hạo dừng dưng nói, quay đầu nhìn man nhân một cái, vỗ lên người nó, rồi mặc man nhân vẻ mặt không nỡ. Mạnh Hạo phất tay quay đi, bước về phía xa. Đại Mao cùng con rơi đen, còn cả đàn dị yêu đông đúc, đi theo sau lưng Mạnh Hạo. Đám người Ô Trần lúc này cũng hít thở gấp gáp, vội vã theo sát Mạnh Hạo rời đi. Cổ Lạp cung kính vái Mạnh Hạo, nói to: "Mệnh lệnh của thiếu chủ, lão nô thể chết tuân theo." Cổ Lạp thở phào trong lòng, thân thể không còn run rẩy nữa. Trước đó, suýt chút nữa y bị dọa chết, lúc này thấy Mạnh Hạo đã đi xa, mới đứng dậy, vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng lại xuất hiện. Y chắp tay, quay người nhìn đám quý tộc Ô Binh Bộ đang trợn tròn mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Công tử nhà ta tuy còn trẻ, nhưng vẫn rất uy nghiêm. Lai lịch của lão phu là hộ đạo giả truyền thừa thần bí ở Tây Mạc, người thủ hộ chính là công tử nhà ta. Nửa năm trước, chúng ta bị tách rời lúc truyền tống tới đây. Con mắt Cổ Lạp đảo quanh, giải thích một chút, vỗ vỗ man nhân, dẫn man nhân vẫn còn gầm ghè từng tiếng thịt, thịt, đi về phía Ô Binh Bộ. Giữa không trung, cho dù y nhìn như có vẻ đã hồi phục bình thường, nhưng trong lòng, cái cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn rất là mãnh liệt. Chết tiệt, nơi này không thể ở lại, ta phải đi suốt đêm, rời xa sát tinh này. Trong đầu Cổ Lạp hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng nhanh chóng liền chần chừ. Y nghĩ đến câu nói của Mạnh Hạo trước khi đi, trong lòng dần dần xuất hiện ý dãy giụa. Sau một lúc lâu, Cổ Lạp thở dài một tiếng. Y cuối cùng vẫn là không có can đảm, âm thầm chạy trốn. Trong sơn mạch, Mạnh Hạo đi phía trước, đàn dị yêu theo sau, đám người Ô Trần vô cùng cẩn thận đi ở sau cùng. Ánh mắt nhìn bóng lưng của Mạnh Hạo, cho dù là Ô Linh cũng có vẻ tôn kính, đặc biệt là Ô Trần, còn có vẻ cuồng nhiệt. Mọi người yên lặng, Mạnh Hạo không nói, bọn họ cũng không dám nói lời nào. Mãi khi đi sâu vào trong núi, đã có thể nhìn thấy ngọn núi của Ô Đạt Bộ ở xa xa. Mạnh đại sư. Ô Trần chần chừ một chút, cuối cùng không nhịn được, bước nhanh lên, nhỏ giọng lên tiếng. Mạnh đại sư, rốt cuộc ngài có quan hệ thế nào với Cổ đại sư? Ô Trần vừa hỏi, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Câu hỏi này cũng là thắc mắc lớn nhất trong lòng bọn họ suốt đoạn đường vừa rồi. Mạnh Hạo đi phía trước, không dừng lại, nghe vậy cười. Năm đó Mạnh mỗ tới nơi đây, dẫn theo một man nhân, tên này ăn thịt, nuôi rất phiền phức, vừa hay bên ta có một tùy tùng, vì vậy liền để y chịu trách nhiệm nuôi dưỡng. Y chính là Cổ Lạp. Mạnh Hạo nói đơn giản, vẫn tiếp tục đi. Nhưng lời nói đơn giản đó, lọt vào tai đám người Ô Trần, lại như sấm chớp vang rền. Mấy người Ô Trần nghe được, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo càng thêm cuồng nhiệt. Trong mắt bọn họ, có thể có được dị yêu như man nhân, vốn đã là cực kỳ kinh người. Nhưng Mạnh Hạo còn hơn thế, tùy tùng nuôi nâng dị yêu cũng đã là tư long cấp 7. Tất cả tin tức này lập tức hóa thành một vòng thần bí bao bọc lấy Mạnh Hạo. Chuyện này các ngươi biết là được rồi, không cần phải truyền ra. Vừa bước vào địa phận Ô Đạt Bộ, Mạnh Hạo quay lại nhìn đám người Ô Trần, mỉm cười nói, rồi hóa thành cầu vồng, dẫn theo dị yêu, đi về phía hậu sơn. Đám người Ô Trần vội chắp tay vái một cái. Ai nấy đều quyết định, chuyện ngày hôm nay, cho dù là Mạnh đại sư tùy ý nhắc nhở, nhưng bản thân mình tuyệt đối không truyền ra ngoài, cho đến khi Mạnh Hạo khuất khỏi tâm. Mắt, đám người Ô Trần nhìn nhau, đều thấy vẻ không thể tưởng tượng trong mắt nhau, dường như những gì trải qua hôm nay, đã vượt qua những gì họ trải nghiệm cả mấy năm trời.
ai nấy mang theo cảm khái, chia ra đi các hướng khác nhau ở trong bộ lạc. Khác với Ô Trần cuồng nhiệt, lúc này Ô Linh yên lặng bước đi trong bộ lạc, như đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt u ám bất định, còn có phần chần chừ. Nhưng rất nhanh, nàng nhìn về phía Ô Trần, đôi mắt lập tức lộ vẻ kiên định, vẻ mặt nàng lúc này khiến nàng nhìn có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Đêm khuya, Ô Linh di chuyển nhanh chóng, đi về phía sân viện của Mạnh Hạo ở sau núi. Không lâu lắm, nàng đã đến trước sân viện, đứng ở đó, ánh trăng rọi lên người, khiến nàng vào khoảnh khắc này, tim bỗng đập nhanh. Nàng nghiến răng, trong mắt lộ vẻ quyết đoán, bước tới nhẹ nhàng nói, Ô Linh, cầu kiến Mạnh đại sư. Mạnh Hạo ở bên trong từ từ mở mắt, nhìn ra ngoài sân viện, thấy Ô Linh, hơi cau mày, nhưng không từ chối, chỉ không nói một lời, vung tay lên, cửa viện lập tức mở ra. Thân hình xinh đẹp của Ô Linh nhanh chóng bước vào. Đa tạ Mạnh đại sư cho Ô Linh vào. Ô Linh đứng trong sân, cảm thấy căng thẳng, nhìn biểu hiện rừng rưng của Mạnh Hạo, Ô Linh vội lên tiếng. Nói rồi, Mạnh Hạo vẫn không có biểu hiện gì. Lần trước Ô Trần đến nhờ Mạnh đại sư, Ô Linh không hiểu chuyện, nói nhiều điều bậy, xin Mạnh đại sư đừng để bụng. Ô Linh càng căng thẳng, theo bản năng vân vê góc áo, cúi đầu nói. Mạnh Hạo cau mày. Chuyện ngày hôm nay, Mạnh đại sư yên tâm, ta đảm bảo bọn họ tuyệt đối không truyền ra ngoài. Ô Linh thở gấp, đầu óc có chút hỗn loạn, những ngôn từ chuẩn bị trước khi tới đây, giờ hoàn toàn không nói ra được. Ngươi có chuyện gì? Mạnh Hạo dửng dưng nói, cắt đứt lời nói của Ô Linh. Ô Linh đang căng thẳng, lại bị Mạnh Hạo ngắt lời, trong lòng run lên, nghiến răng ngẩng đầu. Trong khi nói, tay nàng kéo một cái, xiêm y lập tức rơi xuống, lộ ra đồ lót màu da người, khiến cho đường cong thân thể dưới ánh trăng có vẻ vô cùng dụ hoặc. Sắc mặt có phần hơi tái, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ chấp nhất, thân thể dưới ánh trăng, run lẩy bẩy, nhưng nàng nghiến răng, đứng ở nơi đó nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngây ra, ánh mắt bất giác dừng lại trên người Ô Linh, lúc quét qua, Mạnh Hạo cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, lại nghĩ đến Sở Ngọc Yên năm đó. Mạnh đại sư, vì đệ đệ mình, Ô Linh có thể bỏ ra tất cả. Thân thể Ô Linh run rẩy, nhưng lại ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt nàng vô cùng xinh đẹp, động lòng người. Mạnh Hạo không nói một lời, mục đích của Ô Linh rất rõ ràng, là muốn hắn giúp đỡ Ô Trần, thu được địa vị và thân phận trong bộ lạc. Việc này với Mạnh Hạo không phải quá khó, cho dù là tu vi của bản thân Mạnh Hạo hay là thân phận Tư Long, nếu quả thực ủng hộ một người trong tam đại huyết mạch thì hoàn toàn có thể làm được. Hứng thú của ta với thân thể ngươi không lớn. Rất lâu sau, Mạnh Hạo thu lại ánh mắt, dừng dừng nói, tu vi tới mức của hắn có thể bỏ qua biến hóa của năm tháng, vì thế đối với rất nhiều sự việc đều trở nên lãnh đạm. Cho dù hắn chưa từng trải qua giao hoan, nhưng với chuyện rõ trang này, cũng không nhìn vào mắt. Nếu hắn gật đầu, sẽ có rất nhiều cô gái tu vi thấp, cam tâm tình nguyện hiến dâng thân thể, để thu được một viên hoàn mỹ kim đan đại viên mãn, còn được cường giả nguyên anh sơ kỳ che chở. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 634, Bỉ Ngạn Hoa động trong nháy mắt. Nhưng Mạnh Hạo không quan tâm đến gió trăng, chí của hắn là đi Đông Thổ Đại Đường, là đạt tới cảnh giới tiên nhân, là vượt lên trên Quý Gia. Khiến cho thiên hạ không ai có thể làm lòng mình dao động, khiến cho trời cao vĩnh viễn không thể che đi đôi mắt của bản thân. Đó là giấc mộng của hắn, từ khi bước vào tu chân giới, càng đi càng kiên định giấc mơ này. Người sống một lần, không muốn làm con sâu cái kiến. Vì giấc mộng này, hắn bước vào Nam Vực. Vì giấc mộng này, hắn tới Mặc Thổ. Vì giấc mộng này, hắn lại tới Tây Mặc tìm ra con đường ngũ sắc nguyên anh của bản thân mình. Tất cả, theo thời gian trôi qua, đã thành một con đường không thể xóa nhòa trong lòng Mạnh Hạo. Sắc mặt Ô Linh tái nhợt, cắn môi, nàng nhìn vẻ bình tĩnh của Mạnh Hạo, cảm nhận được ánh mắt đó không hề có vẻ động lòng với thân thể mình. Chỉ là quả thực như lời đối phương, hắn coi trọng không phải thân thể của bản thân. Ánh trăng chiếu lên người Ô Linh, nàng nghiến răng, cay đắng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, đang định cất lời. Đột nhiên đôi mắt Mạnh Hạo co rút,
ánh mắt ngay khoảnh khắc này dừng lại ở vị trí trái tim, chỗ lồng ngực Ô Linh. Khoảnh khắc này, dưới ánh trăng sáng, Mạnh Hạo lần đầu tiên nhìn thấy trên cổ Ô Linh có một sợi dây chuyền. Đó là một sợi dây chuyền màu bạc, dưới ánh trăng, phát ra ánh sáng dịu dàng, có hình những cánh hoa, bảy cánh hoa, kết thành một bông hoa màu bạc. Gần như ngay khi Mạnh Hạo nhìn thấy sợi dây, Bỉ Ngạn Hoa đã được Thủy Đông Lưu phong ấn, rất lâu không phát tác trong cơ thể hắn, ngay lúc này, lại có dấu hiệu tỉnh dậy. Dấu hiệu này vô cùng đột ngột, gần như ngay chớp mắt đó, cơn đau xuất hiện khắp toàn thân Mạnh Hạo, khiến sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Cũng may tu vi Mạnh Hạo lúc này hơn xa năm đó, cho dù cơn đau như thủy triều, bao phủ khắp toàn thân, nhưng nhìn từ ngoài, Ô Linh chỉ thấy sắc mặt Mạnh Hạo thay đổi rồi lại trở về bình thường. Tay phải Mạnh Hạo đột nhiên đưa lên, chộp lấy, dây chuyền trên cổ Ô Linh lập tức đứt ra, hóa thành một luồng ngân quang, bay thẳng vào tay Mạnh Hạo. Vật này ngươi làm sao có được? Lúc này Mạnh Hạo đã đau nhức khắp người, khiến hắn tu vi chấn động, không ngừng xung kích Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể. Bỉ Ngạn Hoa thì muốn thoát khỏi phong ấn, tu vi của hắn thì toàn lực áp chế, nhưng từ bên ngoài, không ai phát hiện ra. Chút nào, Ô Linh ngây ra, bất giác đưa tay lên cổ, là mẫu thân ta cho ta. Người có thể đi rồi, chuyện của Ô Trần, ta sẽ suy nghĩ. Mạnh Hạo nói xong, nhắm mắt lại, không hề trả lại dây chuyền trong tay. Ô Linh hơi chần chừ, cúi đầu mặc xiêm y lên, hướng Mạnh Hạo vái một cái, tâm trạng phức tạp phiền muộn, quay người rời đi. Gần như ngay khi Ô Linh rời khỏi sân viện, Mạnh Hạo cũng không còn có thể áp chế cơn đau, sắc mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi rơi xuống, toàn thân đẫm mồ hôi. Tay trái hắn vung mạnh lên, đồ đẳng thanh mộc trên trán lập tức biến hóa, vô mục tầm xuất hiện trên mu tay, dị yêu xung quanh đồng thời cảnh giác. Tiếp đó một màn ánh sáng nhu hòa lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, tràn ra xung quanh, bao bọc lấy cả sân viện, thân thể Mạnh Hạo chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc phun ra máu tươi, không phải chỉ là màu đỏ, mà có bốn màu, giữa không trung, ngụm máu này hóa thành xương, ngưng kết thành một đóa Bỉ Ngạn Hoa, mang theo vẻ dữ tợn và không cam lòng, gào thét với Mạnh Hạo. Trong mắt con người Mạnh Hạo xuất hiện một tia tàn nhẫn, kim đan hoàn mỹ toàn lực vận chuyển. Hắn nhắm hai mắt lại, không ngừng chấn áp, khoảng chừng một tuần hương, thân thể hắn đột nhiên chấn động. Người muốn ra sao, có thể. Mạnh Hạo hừ lạnh, vỗ lên túi chữ vật, một cuộn tranh bay ra, lơ lửng trước mặt hắn, như có lực lượng vô hình giằng co, muốn mở cuốn tranh có chứa Bỉ Ngạn Hoa này ra. Hai mắt Mạnh Hạo đột nhiên mở ra, lạnh lùng nhìn cuộn tranh, chỉ có Mạnh Hạo mới có thể nghe thấy tiếng gào thét từ trong đó truyền ra. Một người một tranh, trong sân viện này, trong muôn vàn phòng hộ, giằng co một canh giờ. Cho đến khi cuộn tranh phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, dần dần ảm đạm, rơi trên mặt đất, Mạnh Hạo mới thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Đến khi hắn mở mắt lần nữa, cả người về cơ bản đã khôi phục bình thường, chỉ có vẻ mặt vẫn rất âm trầm. Nó đã sớm thức tỉnh rồi. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên vẻ tàn nhẫn, vừa rồi Bỉ Ngạn Hoa dãy giụa quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức không thể nào giống như mới tỉnh lại, mà như đã tích lũy một thời gian, chuẩn bị một lần phá tan phong ấn. Ta vốn cho rằng nó luôn bị phong ấn, vẫn luôn ngủ say, nhưng xem ra, nó không biết đã thức dậy từ khi nào. Thế nhưng nó lại không hề có chút nhúc nhích, mà chuẩn bị đến thời khắc quan trọng, thừa dịp ta không phòng bị, toàn lực dãy giụa. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong tay. Nếu không phải thứ này dẫn tới một chút phản ứng bản năng của nó, bị ta phát hiện ra, sợ là nó sẽ vẫn ẩn nhẫn, cho đến khi một kích tuyệt sát. Mạnh Hạo im lặng. Hắn biết rõ rằng, nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên phát hiện chuyện này, nếu thực sự cho Bỉ Ngạn Hoa thêm thời gian, ẩn nấp trong cơ thể mình, vậy bản thân, rất có thể vào thời khắc quan trọng nhất, không chút phòng bị, cuối cùng thực sự bị nó dẫy khỏi phong ấn, thậm chí còn bị nó chiếm giữ thân thể. Nghĩ, tới đây, với tu vi và định lực của Mạnh Hạo, cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Thứ này là gì, lại khiến nó trong khi ẩn nấp sợ ta phát hiện, cũng không nhịn được xuất hiện biến hóa bản năng của Bỉ Ngạn Hoa. Mạnh Hạo cúi đầu, cẩn thận quan sát sợi dây chuyền trong tay, đôi mắt lóe lên, linh thức cũng tản ra, nhưng lại không có thu hoạch gì. Mạnh Hạo hơi suy tư,
đột nhiên giơ tay, ấn lên mắt trái, có một tia tiên khí của tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể bỗng vận chuyển, ngưng tụ trong mắt trái. Trong khoảnh khắc, mắt trái nháy nháy 7-8 lần, chiếu ra ánh sáng mạnh, nhìn về phía dây chuyền. Chỉ vừa mới nhìn, sợi dây chuyền trong mắt Mạnh Hạo đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Nó căn bản không phải là sợi dây chuyền, mà cũng là một đóa bỉ ngạn hoa. Cho dù là 7 cảnh hoa, nhưng lại chỉ có một màu, trên đó có tử khí mịt mù, mà hình như còn có một tia sinh cơ yếu ớt. Nếu trong một vài hoàn cảnh đặc thù, tia sinh cơ này có thể quật khởi, một lần nữa sống lại. Đây, chẳng lẽ là hạt giống bỉ ngạn hoa? Trong đầu Mạnh Hạo đột nhiên hiểu ra, mắt trái lóe lên, khôi phục như bình thường, sắc mặt hắn càng tái nhợt, nhưng tay phải lại nắm chặt sợi dây chuyền. Hắn hít thở gấp gáp, một lúc lâu mới hồi phục bình thường. Khó trách bỉ ngạn hoa trong cơ thể ta cực kỳ ẩn nhẫn cũng phải xuất hiện biến hóa bản năng. Nó muốn nuốt hạt giống bỉ ngạn hoa này, để có thể làm bản thân càng thêm mạnh mẽ. Mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn mang, tay phải dùng sức, muốn bóp nát hạt giống bỉ ngạn hoa này. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ gì đó, trầm ngâm giây lát. Cầm hạt giống này trong tay, hắn cẩn thận quan sát một chút, đột nhiên lộ ra ánh sáng kỳ dị. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 635, Tạo Hóa Trì 1. Bóp nát nó đi tuy xong hết mọi chuyện, nhưng lại có phần đáng tiếc. Thứ này là vật tốt nhất để cho ta tham chiếu, quan sát, tìm ra nhược điểm của bỉ ngạn hoa. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, cất hạt giống bỉ ngạn hoa này đi. Nợ chị em Ô Trần một phần nhân tình rồi. Mạnh Hạo ngẩng đầu, đưa tay lên, thu lại phòng hộ xung quanh. Bên ngoài đã là sáng sớm hôm sau. Đồ đằng ngũ hành của bộ lạc Ô Thần, lấy mộc kim làm chủ, những thứ khác chỉ là nhánh phụ mà thôi. Ta có được đồ đằng thanh mộc, vốn không định tham dự vào việc của Ô Đạt Bộ, cũng không định tiến vào Ô Thần Thánh Địa gặp gỡ đám người Nghiêm Tung, mà tìm dịp rời đi. Hiện giờ xem ra, cần phải ở lại thêm mấy ngày rồi. Cũng tốt, thuận tiện điều tra xem, mẫu thân của Ô Linh có được hạt giống bỉ ngạn hoa từ đâu. Còn cả đồ đằng thuộc tính kim, nếu có thể có được, cũng là một kỳ ngộ. Mạnh Hạo hơi suy tư. Chuyện bộ lạc Ô Thần lấy mộc hỏa làm chủ là do Mạnh Hạo quan sát nửa năm nay phát hiện ra. Quan trọng nhất là con kim ô bay ra từ Ô Thần Thánh Địa năm đó, cho Mạnh Hạo cảm giác. Đó không phải là hỏa, mà là thuộc tính kim mạnh mẽ ngất trời. Ý đã định, Mạnh Hạo nhắm mắt đả tọa, vận chuyển tu vi, cẩn thận dò xét trong cơ thể. Cuối cùng cầm lấy cuốn tranh, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, thu nó lại. Tuy nói không xác định được lần này bỉ ngạn hoa có thực sự ngủ say không, hay là vẫn còn ẩn nhẫn, nhưng chuyện này Mạnh Hạo đã có chuẩn bị. Cho dù lần sau bỉ ngạn hoa đột nhiên phát tác, Mạnh Hạo cũng có phần nắm chắc, có thể áp chế lần nữa. Áp chế cho đến mức không phải nó dung hòa vào ta, mà là ta hoàn toàn dung hòa với nó mới thôi. Đến lúc đó, ta là bỉ ngạn hoa. Nhưng bỉ ngạn hoa không phải là ta. Trong mắt Mạnh Hạo lộ vẻ kiên định, thì thào nói nhỏ. Bỉ ngạn hoa nở trời 7 màu, hoa rụng thành tiên 1.000 năm. Nếu ta có thể hoàn toàn nắm giữ bí mật của bỉ ngạn hoa, thì thành tiên. Cũng không phải là quá xa vời. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn bầu trời, khát vọng mạnh mẽ từ đáy lòng với cảnh giới thành tiên. Phong yêu cũng được, thành tiên cũng xong, không đến cảnh giới đó. Đều là con sâu ký kiến. Mạnh Hạo nhắm mắt, trong lòng nảy sinh hy vọng. Thời gian thấm thoát, hơn nửa tháng đã qua, ngày tế tổ của năm bộ Ô Thần đã đang đến gần. Ngũ bộ tế tổ, đối với năm bộ lạc Ô Thần mà nói, là chuyện cực kỳ quan trọng, vì cái gọi là tế tổ, trừ nghi thức trên danh nghĩa ra, còn có xếp hạng thực lực giữa năm bộ lạc. Mà sở dĩ có tế tổ, nguyên nhân chủ yếu là đồ đằng truyền thừa trong Ô Thần Thánh Địa. Truyền thừa này không phải cái gì hư vô mờ ảo, mà là tạo hóa trì. Đó là một đầm nước, cách một khoảng thời gian, trong đó sẽ xuất hiện một loại nước trong suốt, nước này cực kỳ kỳ dị. Cho dù là tộc nhân của bộ lạc nào, chỉ cần bước vào trong đó, đả tọa hấp thu, sẽ có thể gia tăng lực lượng đồ đằng của bản thân trên diện rộng. Nước này vốn không có hành, hành trong ngũ hành,
nhưng dựa vào những người khác nhau bước vào, sẽ tự hóa thành một loại thuộc tính trong ngũ hành. Thậm chí trong lịch sử năm bộ ô thần, không ít người, ở trong tạo hóa trì, đột phá tu vi theo việc lực lượng đồ đằng tăng lên. Tạo hóa trì này là thứ quan trọng nhất của năm bộ ô thần, cũng là nguyên nhân khách khanh bên ngoài bằng lòng lựa chọn năm bộ lạc này. Nhưng nước của tạo hóa trì không phải là vô hạn, mỗi lần tế tổ thì sẽ mở đó ra, nước bên trong không nhiều. Hiển nhiên bộ lạc đầu tiên bước vào trong đó sẽ thu được chỗ tốt lớn nhất, mà bộ lạc cuối cùng thì hiệu quả đã không còn rõ ràng nữa rồi. Vì thế, kia gọi là thi đấu tế tổ, thực tế chính là xếp hạng giữa năm bộ lạc, có thể coi như thứ tự tế tổ trước sau, đi giành lấy cơ duyên trong tạo hóa trì. Ô Đạt Bồ Tát đã hơn 300 năm liên tục đều là người cuối cùng tế tổ. Mà Ô Binh Bộ, trong hơn 300 năm này, nhiều lần đứng thứ nhất. Trên quảng trường đỉnh núi của Ô Đạt Bộ, tộc công từ từ mở miệng, tiếng nói vang vọng. Trong quảng trường, Mạnh Hạo cũng được mời tới, còn có vị Tư Long cấp 7 Mặc Tử và đứa con Mặc Phương của lão. Ở nơi này, còn có cả tế tự bầu trời, đại trưởng lão của Ô Đạt Bộ. Chỉ có vị tế tự mặt đất, sau lần trở về trước, thì vẫn luôn luôn bế quan, lần này cũng không xuất hiện. Trừ bọn họ, còn có mấy người trang phục rõ ràng là tu sĩ Tây Mạc chứ không phải tộc nhân Ô Đạt Bộ. Những người này ai nấy tu vi bất phàm, toàn thân sát khí, cũng là khách khanh như Mạnh Hạo, nhưng lại không phải Tư Long, mà là tu sĩ Đồ Đằng. Tộc nhân của Ô Đạt Bộ cũng khoảng mấy chục người, đám người Ô Trần, Ô Linh và Ô A Lý cũng đứng trong đó, ai nấy vẻ mặt khẩn trương, lại có phần mong ngóng. Trong đó Ô Linh thỉnh thoảng lại nhìn Mạnh Hạo. Vẻ mặt hắn vẫn bình thường, như không nhìn thấy, đứng đó nhắm mắt im lặng. Lần thi đấu tế tổ này sắp bắt đầu, vì quy củ của tổ tiên, giữa năm bộ lạc đã có quy định từ lâu, thi đấu không được giết hại lẫn nhau, không được để máu của tộc nhân chảy ở thánh địa. Cho nên, cho tới bây giờ, các lần thi đấu tế tổ đều là tiến hành giữa các khách khanh của bộ lạc. Mà các ngươi cũng vì thế mà thu được tư cách bước vào tạo hóa chỉ sau tộc nhân bộ lạc ta. Tất cả phải làm phiền mọi người rồi. Tộc công Ô Đạt Bộ quét mắt nhìn các khách khanh của bộ tộc, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bên cạnh ông ta, tế tự bầu trời và đại trưởng lão cũng vẻ mặt nghiêm túc chắp tay. Tộc nhân bộ lạc Ô Trần xung quanh cũng cung kính cùng hành lễ. Tộc công yên tâm, có phụ thân ta ở đây, thi đấu Tư Long không dám nói đứng nhất năm bộ lạc, nhưng tuyệt đối không phải vị trí cuối cùng. Mặc Tử chưa mở miệng, Mặc Phương đã chen vào. Trong lúc nói, Mặc Phương còn âm hiểm nhìn Mạnh Hạo một cái. Còn Mặc Tử đại sư thì chỉ đứng đó cười nhạt. Mặc mỗ tận lực là được. Mặc Tử từ từ nói, giọng nói có phần hơi khàn, nhưng ẩn chứa tự tin, cũng vô cùng rõ ràng. Mạnh Hạo mở mắt, vẻ mặt bình thường, gặp phải Mặc Phương khiêu khích, vẫn coi như không nhìn thấy, ánh mắt quét qua những khách khanh xung quanh, dừng lại một chút nhìn một nam tử trung niên. Người này tướng mạo tầm thường, tu vi thoạt nhìn cũng chỉ là kết đan, nhưng người này luôn cho Mạnh Hạo cảm giác quanh mình như có một màn sương, nhìn không rõ ràng. Khi ánh mắt Mạnh Hạo nhìn tới người này, y cũng nhìn lại Mạnh Hạo, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, nhìn như tùy ý, nhanh chóng tàn ra, nhưng đôi mắt Mạnh Hạo lại hơi co lại. Trên người người này có khí tức dị yêu, khí tức này rất nhạt, nhưng lại không phải phát tán từ đồ đằng của y, mà giống như tự bản thân y có sẵn. Mạnh Hạo hơi suy tư. Ngay chính lúc này, đột nhiên, từng hồi u u, giống như tiếng tù và đột nhiên vang lên từ ô thần thánh địa trong sơn mạch, truyền khắp bốn phía. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 636, Tạo Hóa Trì 2. Theo âm thanh xuất hiện, từng đợt gợn sóng khuếch tán giữa không trung, nơi nào nó đi qua, như cuồng phong quét tới, khiến cho bầu trời đổi sắc, mặt đất cũng hơi chấn động. Nhất thời, bốn phương tám hướng, toàn bộ bị gợn sóng này quét qua, giống như phong ấn trong đó. Tiếp theo, một luồng quang mang vàng kim đột nhiên xuất hiện từ trong ô thần thánh địa, khuếch tán trong bầu trời, phát tán từng trận uy áp mạnh mẽ.
chúng ta đi. Tộc công Ô Đạt Bộ hít sâu một hơi, nhìn luồng kim quang kia, có vẻ chấp nhất, phất tay áo, thân thể bay lên, hóa thành cầu vồng lao về phía cột sáng. Những người khác cũng lần lượt bay lên, trong đó không ít người, ánh sáng đồ đằng ở trên thân sáng lên, lan ra khắp người. Mà Tư Long cấp 7, Mặc Tử, thì phất tay áo, con dao long hai đầu lập tức xuất hiện từ trong hư không, ngẩng đầu gầm thét, Mặc Tử đứng trên mình nó, Mặc Phương cũng đi theo. Dao long hai đầu uy vũ phi phàm vừa mới xuất hiện, lập tức khiến mọi người kinh hãi và khiếp sợ, càng có không ít người lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo, muốn xem thú cưỡi của Mạnh Hạo là gì. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình thản, vỗ lên cái túi màu xanh bên mình, lập tức từ trong đó bay ra một luồng ánh sáng trắng, hóa thành đại mao. Thân thể nó tuy gầy gò, nhưng lại lớn đến mấy trượng, sau khi để Mạnh Hạo ngồi lên người, thì nó ngẩng đầu chu lên. Tiếng chu kinh thiên động địa, truyền khắp bốn phương, khiến tộc nhân Ô Đạt Bộ ai nấy đều kinh hãi, ngay cả con dao long hai đầu kia cũng hơi lui lại một chút. Mặc Tử hừ lạnh, vỗ vào dao long, hóa thành một chiếc cầu vồng bay đi. Mạnh Hạo ngồi trên mình đại mao, ánh mắt nhìn về cột sáng xa xa. Hắn không quá hứng thú với Ô Thần Thánh Địa, nhưng đã tới đây rồi, có lý nào lại không đi xem. Trong lúc bay về phía trước, cùng mấy chục người của Ô Đạt Bộ, bay lên khỏi ngọn núi, ở giữa không trung. Mạnh Hạo nhìn những phương hướng khác, từ trong khu vực của bốn bộ lạc khác, cũng có tu sĩ từ các bộ lạc, đồng thời bay ra. Trên bầu trời, mấy trăm người của năm bộ lạc, từ năm phương hướng khác nhau, lao thẳng tới cột sáng ở chính giữa, tốc độ không hề chậm. Mạnh Hạo nhìn thấy cổ lạp trên người Man Cự Nhân, vẻ mặt kiêu ngạo, tộc nhân Ô Binh Bộ xung quanh, cũng đều có vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt. Còn Tư Long của mấy bộ lạc khác, trong đó trong mấy Tư Long của Ô Đấu Bộ, nổi bật nhất là một lão bà. Lão bà này trên mặt lấm tấm những đốm xanh đen, mặc trường bào, cho dù có vẻ xấu xí, nhưng con độc nhãn cự thú dưới chân lại giống như kinh công, ý hung sát vô cùng rõ ràng. Còn có cả Tư Long Ô Viêm Bộ, có ba người, trong đó một người mặc áo trắng, là một lão già. Người này tiên phong đạo cốt, bộ dạng bất tục, dị yêu dưới thân là một con hạc lớn màu trắng, rất đẹp đẽ, bay qua giữa trời, giống như tới từ tiên giới. Cuối cùng là Ô Ảm Bộ, bộ lạc này có hai Tư Long, trong đó một người đội nón rộng, nhìn không rõ vóc dáng. Mặc một bộ áo tơi, khác hẳn người bên cạnh, giống như một ngư ông, dưới chân gã là một con giun lớn đến mấy chục trượng, dính một ít dịch nhờn khiến người ta kinh hãi. Khi con giun này đi tới, còn có mùi quái dị. Trong những Tư Long này, hẳn là không có bốn người Nghiêm Tung, bốn người họ chắc là khách khanh đồ đằng trong các bộ lạc. Trong khi Mạnh Hạo quan sát mọi người, thì hắn và Mặc Tử cũng đồng thời bị tu sĩ các bộ lạc khác quan sát. Mạnh Đại Sư, lần thi đấu tế tổ này, ngài đứng khiến lão phu thất vọng. Mắt thấy đã gần tới nơi, Tư Long cấp 7, Mặc Tử bên cạnh Mạnh Hạo, lạnh lùng mở miệng. Trong lúc nói, thân mình lóe lên, dao long xông ra, lao về phía kim quang. Mạnh Hạo hơi cau mày, trong lòng thầm than. Từ khi đến Tây Mạc, hắn rất ít chủ động chọc người khác, nhưng thực lực dần dần lộ ra, lại tự nhiên trở thành kê gai trong mắt người khác. Loại phân tranh vì những thứ thế này, Mạnh Hạo không hề mong muốn. Chuyện này cũng nên kết thúc rồi. Trong mắt Mạnh Hạo lộ chút tàn nhẫn, tu vi tới trình độ của hắn, cực kỳ hiểu rõ tu chân giới mạnh được yếu thua, lúc cần quyết đoán, Mạnh Hạo sẽ không nương tay. Càng tới gần, mọi người lại nhìn thấy trong kim quang, có một đài cao vàng kim trôi nổi. Đài này giống như một cái sân lớn, được kim quang bao bọc. Không lâu sau, tộc nhân của năm bộ lạc lục tục xuất hiện, lơ lửng ở bốn phía kim quang. Tộc công và tế tự của mấy bộ lạc hiển nhiên sẽ không nói quá nhiều, chỉ sau khi trừng mắt với nhau thì không hề khách khí chút nào, lập tức quyết định xuất chiến. Cuộc chiến này chỉ có hai trận, đều là hỗn chiến, một trận là đồ đằng tu, một trận là Tư Long chiến. Tộc công Ô Đạt Bộ quay đầu, nhìn về phía khách khanh bộ lạc mình, trầm giọng nói. Mỗi trận hỗn chiến, một bộ lạc đưa ra ba người, hai trận đều thắng, đương nhiên là số một, còn về số hai thì là quyết định dựa vào số khách khanh của các bộ lạc ra trận còn lại mấy người. Hai trận chiến này, các lần đều có người chết, chư vị là khách khanh của bộ lạc ta, nếu không địch lại.
có thể buông tay. Bộ lạc tuy coi trọng thắng bại, nhưng chư vị đã ra tay giúp đỡ, tình cảm còn quan trọng hơn. Trận đầu tiên là đồ đằng tu. Tộc công Ô Đạt Bộ vừa nói, lập tức trong các khách khanh xung quanh, tức thời có ba người lao ra, chắp tay hành lễ với tộc công, lao thẳng về phía Kim Quang. Một trong ba người này chính là nam tử trung niên Mạnh Hạo thấy có điểm quái dị lúc trước. Mạnh Hạo nhìn người này lao vào trong Kim Quang. Ánh mắt lóe lên, tiên khí của tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể vận chuyển, tức thời mắt phải chớp chớp 7-8 cái, chăm chú quan sát. Nhưng vừa nhìn, ánh mắt Mạnh Hạo đã co rút lại. Trong mắt hắn, đột nhiên nhìn ra, vị nam tử trung niên này, cản bản không phải tu sĩ Tây Mạc gì. Trên người y, lại có một màn xương, mà bên trong xương này, chính là thiên phương thú ngày trước, bị chim anh vũ truy kích bỏ chạy, khiến Mạnh Hạo ngạc. Nhiên hơn nữa, là trên người thiên phương thú này, hắn lại nhìn thấy dấu vết biến hóa của miếng mỡ đông, thậm chí hiện giờ nhờ mắt tiên, hắn còn nhìn ra cả khí tức của chim anh vũ. Chim anh vũ này từ sau khi truy đuổi thiên phương thú lần trước, vẫn chưa hề trở lại. Hiện giờ xem ra, rõ ràng đã có chuyện gì đó với thiên phương thú này, hình như thỏa hiệp lẫn nhau rồi. Mạnh Hạo thu lại mắt tiên, cảm thấy quái dị, nhưng nghĩ đến tính cách của chim anh vũ, hắn cảm thấy tất cả đều có khả năng. Lúc này hắn nhìn những người tiến vào đại cao của các bộ lạc khác, có phần thương cảm. Đám Nghiêm Tung hẳn là ở trong những người này. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua, tiếc là đám Nghiêm Tung ai nấy đều giảo hoạt, đề phòng lẫn nhau, sẽ không để người ta dễ dàng nhìn ra thân phận. Cho dù là Mạnh Hạo, nhìn hồi lâu, cũng không tìm ra tung tích bọn họ trong số 12 khách khanh từ các bộ lạc khác. Hỗn chiến, sau khi 15 tu sĩ đồ đằng của 5 bộ lạc bước lên đài xong, không có ngôn từ hay khách sáo gì, lập tức nổ vang, trực tiếp triển khai đại chiến. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 637, Thiên Thiên. Mỗi bộ lạc 3 người, giống như một đoàn thể, là quan hệ chiến hữu, hỗ trợ lẫn nhau. Điểm này ở 4 bộ lạc khác rất rõ ràng, nhưng 3 người của Ô Đạt Bộ lại khác hẳn. Nam tử trung niên do thiên phương thú biến thành, vừa bước lên đài, liền ngẩng đầu gầm thét, xông tới phía trước, không hề nhìn hai đồng bạn bên cạnh. Cảnh tượng này khiến hai khách khanh của Ô Đạt Bộ kia ngây ra, có ý muốn cùng xông lên. Nhưng nhìn nam tử trung niên hung hãn, lại tính một mình khiêu chiến tất cả, hai người bọn họ hơi run lên, lập tức lui lại. Cảnh tượng này xuất hiện, khiến cho tu sĩ của 5 bộ lạc đều trợn tròn mắt, không ít người nhìn về phía Ô Đạt Bộ, cho rằng đó có lẽ là một kế hoạch của Ô Đạt Bộ. Nhưng nhìn tộc công và tế tự của Ô Đạt Bộ, cũng có vẻ mặt kinh ngạc, tộc nhân 4 bộ lạc khác, lại nhất thời suy tư. Tiếng nổ vang vọng, đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn không nhìn nam tử trung niên do thiên phương thú biến hóa nữa, mà nhìn những khách khanh ra trận của bộ lạc khác, cố gắng tìm ra đám người Nghiêm Tung. Đám người hỗn đản vô đạo đức các ngươi, ta muốn đại biểu Thiên Thiên, đại biểu Ngũ Đệ, đến độ hóa các ngươi. Nam tử trung niên vừa xông ra, lập tức gào lên, tiếng nói như sấm sét truyền ra. Y lao thẳng đến một đoàn đội 3 người, tiếng nổ vang vọng, ánh sáng thuật pháp đồ đằng chớp sáng. Đoàn 3 người kia đến từ Ô Viêm Bộ, lúc này lạnh lùng nhìn nam tử trung niên xông tới, không hề chần chừ lập tức ra tay. Tức thời tiếng nổ vang lên, thuật pháp va chạm, sóng xung kích tràn ra xung quanh. Oa oa oa. 1, 2, 3. Khốn kiếp, các ngươi làm vậy là sai. Các ngươi 3 người đánh một mình ta. Các ngươi vô đạo đức. Tiếng gầm đầy ấm ức của nam tử trung niên truyền ra, vang vọng 4 phía. Tộc nhân của các bộ lạc xung quanh nghe được, ai nấy đều có vẻ mặt cổ quái. Bọn họ nhìn thấy nam tử trung niên lúc này lui về phía sau, vẻ mặt biến đổi, thể hiện ý đồ xấu xa khó nói. Mẹ nó chứ, mấy tên xấu xa các ngươi, chờ đó, chờ đó. Giọng nói của nam tử trung niên thay đổi, không còn vẻ ấm ức trước đó, mà hóa thành kiêu ngạo cuồng vọng, thân hình lay động, lại lao về phía 3 người của một bộ lạc khác. Ta đâm, ta tránh, ha ha, ta lại đâm. Giọng nói nam tử trung niên sắc nhọn,
còn thêm kiêu ngạo, tốc độ cực nhanh, không ngừng xuyên qua giữa mọi người. Bản thân y lại là da dày thịt béo, có đánh đập thế nào cũng không ảnh hưởng, khiến cho những khách khanh kia càng lúc càng phẫn nộ là nam tử trung niên này ra tay cực kỳ vô sỉ hạ lưu, vô cùng xấu xa, thần thông thuật pháp toàn tập trung trên một ngón tay. Mà ngón tay này chuyên chỉ vào mông của mọi người. Hơn nữa chẳng phân bộ lạc, cứ thấy người là ra tay, thậm chí hai người của Ô Đạt bộ cũng không tránh khỏi bị người này đâm chọc, nổi cơn tam bành. Nếu không phải nể mặt đều là khách khanh một bộ lạc thì cũng đã ra tay rồi. Khiêu khích như thế, rất nhanh, cục diện hỗn chiến trên đài đã thay đổi, có vẻ không còn là hỗn chiến mà là người của bốn bộ lạc khác cùng vây công nam tử trung niên. Cảnh tượng này khiến sắc mặt mọi người của Ô Đạt bộ đều khó coi, ngay cả tộc công, tế tự và vị đại trưởng lão kia cũng đều sầm mặt lại. Các lần thi đấu tế tổ chưa từng xảy ra chuyện này, cảnh tượng lúc này đâu có phải hỗn chiến, đây rõ ràng là một lần chèn ép. Mạnh Hạo ho khan, hắn hơi chút áy náy. Hắn hiểu rõ, nếu không phải là bản thân mang chim anh Vũ tới đây, có lẽ lần thi đấu tế tổ này sẽ không giống như hiện giờ. Miếng mỡ đông bất tử, chim anh Vũ ác thủ. Sợ rằng một lúc nữa sẽ còn xuất hiện thiên phương thú hung tàn. Trận chiến này, khu khu, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là Ô Đạt bộ thắng rồi. Mạnh Hạo đang nghĩ như vậy, một tiếng gầm thét tức giận cực độ xuất hiện trên đài cao, truyền ra từ một khách khanh khác của Ô Đạt bộ. Gã không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Đã ba lần bị đâm chọc, đó là một sự sỉ nhục cực lớn với gã, khiến gã giờ phút này gầm thét xông về phía nam tử trung niên, không còn để ý cái gì khách khanh cùng bộ lạc, mà lại ra tay phản đội. Khách khanh bên cạnh đang muốn ngăn cản, thì nam tử trung niên xuất hiện sau lưng gã, đâm tới. Khốn kiếp, chúng ta là đồng bạn, ngươi, ta liều với ngươi. Vị khách khanh này liền tức giận, ánh mắt đỏ ngầu, quay người gầm thét. Lúc này trên đài cao, chiến trường lại thay đổi, tất cả mọi người đều công kích nam tử trung niên kia. Thậm chí lúc này đừng nói là bọn họ, cho dù là tộc nhân của các bộ lạc ở bên ngoài, cũng không nhịn được có suy nghĩ muốn xông tới, vây công nam tử trung niên kia. Người này ra tay thực quá vô sỉ, xấu, xa đến cực điểm. Cả đời này bọn họ chưa từng thấy ai hạ lưu như vậy. Lần thi đấu tế tổ này, Ô Đạt bộ lại tìm tới một khách khanh như vậy. Chuyện này, quá náo loạn rồi. Ô Đạt bộ lẽ nào không tìm được người khác, kẻ vô sỉ như vậy cũng xuất hiện. Tộc nhân của các bộ lạc khác lập tức châm chọc, chào phúng Ô Đạt bộ. Tộc nhân của Ô Đạt bộ sắc mặt khó coi, lòng muốn phản bác, nhưng lại không nói lên lời, trong mắt tộc công hiện lên lửa giận, nhìn chằm chằm nam tử trung niên trên đài cao. Mạnh Hạo thầm than trong lòng, càng cảm thấy áy náy, ánh mắt không ngừng di động trên người khách khanh bốn bộ lạc khác, tìm tung tích đám Nghiêm Tung. Đột nhiên hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, nhìn về một khách khanh của Ô Ảm bộ trong chiến trường. Người này là một nam tử trung niên, thân thể khôi ngô, là một đại hán, vẻ mặt dữ tợn. Nhưng người này sau khi bị một kích của nam tử do thiên phương thú hóa thành, trên mặt trong chớp mắt lộ ra biểu hiện không như những người khác, có hơi chần chừ và hoảng hốt. Mặc dù rất nhanh biến mất, rồi hóa thành phẫn nộ, nhưng cảnh tượng này lại bị Mạnh Hạo phát hiện. Hơn nữa lúc người này phẫn nộ, thì một lão giả khách khanh của Ô Binh bộ còn phẫn nộ hơn, phát cuồng tự mình đuổi theo. Mạc Ly, Uông lão quái, đôi mắt Mạnh Hạo co rút, lập tức từ biến hóa rất nhỏ đó, nhận ra được thân phận của hai người. Đại hán do thiên phương thú biến thành, lúc này bị vây công, phát ra từng tiếng gầm sắc nhọn. Thiên Thiên, thằng cháu nhà ngươi, đến ngươi rồi. Đại hán cất lời, toàn thân chấn động, dừng lại giữa không trung. Gần như khoảnh khắc y dừng lại, tất cả khách khanh xung quanh, toàn bộ ra tay, đánh tới. Tiếng nổ kinh thiên động địa, trong mắt tất cả mọi người, kẻ này chết chắc rồi. Chỉ có Mạnh Hạo thở dài một hơi. Hắn biết, thiên phương thú sắp ra rồi. Trong tiếng nổ, một tiếng gầm thét kinh thiên truyền ra. Tiếng gầm thét này mạnh mẽ, trong chớp mắt hóa thành sóng xung kích, khuếch tán ra bốn phương. Trong làn sóng này, tộc nhân của năm bộ lạc bên ngoài đều nín thở, trợn mắt, lộ vẻ kinh hãi không thể tin tưởng. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, sóng xung kích lan ra, tất cả khách khanh vây công đại hán trung niên,
toàn bộ đều phun máu tươi, ai nấy lảo đảo lui lại, vẻ mặt khiếp sợ không thể tin tưởng. Mà đại hán trung niên hẳn phải chết trong mắt mọi người, lúc này đầu tóc tung bay, vẻ mặt hung tàn, ngẩng mặt gầm thét, đôi mắt đỏ ngầu, lộ vẻ điên cuồng như dị yêu. Thân thể loáng lên, trong khoảnh khắc liền xuất hiện trước mặt một khách khanh, có vẻ tàn nhẫn, đôi tay đưa lên. Dùng một tư thế không thể hình dung, đối phương dường như không thể né tránh, lập tức bị bắt lấy, xé mạnh một cái. Tiếng hét thảm truyền ra, thân thể tu sĩ này lập tức bị xé làm đôi, máu tươi tung bay, đại hán lại di chuyển. Tiếng hét thảm không ngừng truyền ra, cảnh tượng máu tanh này giống như sấm sét giáng mạnh vào tâm thần tộc nhân Nam Bộ Lạc bên ngoài, khiến tất cả bọn họ đều thở gấp, trợn mắt. Trong chớp mắt, có ba người. Chết đi, đại hán trung niên giống như chiến tiên, không đâu địch nổi, đi qua nơi nào, nơi đó tử vong. Ta bỏ quyền. Một khách khanh Ô Viêm Bộ, nhìn đại hán sắp tới gần, run rẩy vội vã mở miệng, lời nói truyền ra, thân thể gã lập tức biến mất, được kim quang bao bọc, kéo ra khỏi chiến trường. Bỏ quyền, bỏ quyền. Liên tục có người hô lên, từng người rời khỏi chiến trường, nhưng vẫn có người nói chậm, bị đại hán xông tới, điên cuồng giằng xé. Bỏ, một khách khanh Ô Binh Bộ, vừa nói đến miệng, còn chưa nói xong, trung niên đại hán do thiên phương thú hóa thành đã xông tới. Mở lớn mồm, trước mặt tất cả mọi người, cắn một miếng trên mặt vị khách khanh này, khiến giọng nói của gã hóa thành một tiếng kêu thảm. Rất nhanh. Trên đài trừ đại hán trung niên ra, không còn một ai, chỉ có một mình y đứng đó, ánh mắt hung tàn quét quanh, ngẩng đầu gào thét. Ô Đạt Bộ, trận chiến này ta giúp các ngươi thắng lợi, ta muốn tiến vào tạo hóa trì. Tộc nhân Ô Đạt Bộ choáng váng, tế tự bầu trời hít sâu một hơi, đại trưởng lão mở to mắt, ánh mắt tộc công lóe lên, nhanh chóng cười lớn. Vốn nên như vậy, hôm nay tạo hóa trì, nhất định có chỗ cho đạo hữu. Đại hán trung niên nhìn tộc công, gật đầu, bước tới một bước, ra khỏi kim quang. Y vừa mới xuất hiện, tộc nhân của mấy bộ lạc khác kinh hãi rút lui, nhường đường cho y về đến Ô Đạt Bộ. Lúc trở lại, tộc nhân Ô Đạt Bộ đều run sợ, tránh né. Đại hán này kiêu ngạo bước đi, nhưng sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, ánh mắt bất giác có chút tránh né. Bốn phía im lặng, khoảng chừng mười mấy nhịp thở sau, từ vị trí Ô Đấu Bộ truyền ra giọng nói âm trầm. Trận thứ hai, Tư Long đấu. Mạnh Hạo ngẩng đầu. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 638, răng nanh gãy. 1. Đáng tiếc, ta chỉ nhìn ra Mạc Ly và Uông Lão Đầu, còn Nghiêm Tung và Lê Thiên thì không cách nào nhìn ra. Mạnh Hạo suy nghĩ, Mạnh đại sư, ngươi phải cẩn thận rồi. Đây là sinh tử đấu, hy vọng ngươi có đủ thời gian nói hai chữ bỏ quyền. Tư Long cấp 7 Mặc Tử nhìn Mạnh Hạo đầy âm hiểm, lúc đi ngang qua Mạnh Hạo, lão ta lạnh lùng mở miệng. Mặc Phương đi bên cạnh lão ta oán độc liếc Mạnh Hạo, ánh mắt như muốn giết người. Hai cha con nhà này gào thét bước thẳng vào trong kim quang. Mạnh Hạo vẫn rất bình tĩnh. Nhưng theo tính cách của hắn, càng bình tĩnh lại càng đại biểu cho sát cơ. Nếu đối phương đã lộ ra răng nanh, vậy với tính cách của Mạnh Hạo, hắn sẽ hung hăng bẻ gãy cái răng nanh đó. Ô Linh lo lắng nhìn về phía Mạnh Hạo, Ô Trần đứng cạnh nàng ta thì nhìn Mạnh Hạo đầy cuồng nhiệt. Gã có niềm tin mãnh liệt vào Mạnh Hạo, niềm tin này giống như sự mù quáng. Vì trong lòng gã, Mạnh Hạo đã cường đại đến không có ai sánh kịp. Thân thể Mạnh Hạo loáng một cái, bạch lang dưới chân hắn hóa thành luồng ánh sáng trắng, mang theo hắn phóng nhanh tới chỗ kim quang. Vừa bước vào, hai mắt Mạnh Hạo lập tức sáng lên, kim quang như nước chảy tràn tới bên cạnh hắn, trong đó ẩn chứa lực lượng của thuộc tính mộc. Trong cảm giác của Mạnh Hạo, có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu hắn dùng đồ đẳng thanh mộc chiếu vào kim quang, thì có thể dễ dàng điều khiển nó. Cùng lúc đó, trong kim quang vẫn tồn tại lực lượng của thuộc tính kim, làm cho lòng Mạnh Hạo khẽ dao động. Gần như cùng với lúc Mạnh Hạo bước vào đài cao, nhóm ba Tư Long của bốn bộ lạc còn lại đều vừa hô hét vừa tiến đến. Cổ Lạp, lão thái bà kia, còn có lão ngư ông và nhiều người nữa. Trong nháy mắt tất cả Tư Long tham chiến đều đứng ở trên đài cao.
từng tiếng dị yêu thét gào kinh thiên động địa. Cùng với tiếng gầm rú của man cự nhân, Cổ Lạp vung tay phải lên, lập tức có gần 100 con dị yêu xuất hiện quanh y, trong đó có hơn 10 con giao long và rất nhiều lang thi khổng lồ. Tử khí ngập trời vờn quanh người y làm cho khí thế của Cổ Lạp tăng lên kinh người. Nhất là tiếng rít gào của man cự nhân, làm cho ngay cả tộc nhân của năm đại bộ lạc ở bên ngoài cũng phải kinh hãi không thôi. Sau đó là lão thái bà kia, trong tiếng gào rú của độc nhãn cự viên đang ở dưới chân, lão thái bà như mở ra một cánh cửa trong hư không, từ đó một bầy vượn gào rú bay ra. Mỗi con đều là yêu vượn một mắt, số lượng gần 100 con. Lúc chúng xuất hiện thì khí thế của lão thái bà giống như dâng trào. Còn lão già tóc bạc như thần tiên đang cưỡi trên con hạc trắng thần võ kia thì phất tay một cái. Xung quanh lão liền có một mảng màu trắng dài, do rất nhiều con rắn nhỏ tạo thành xuất hiện, số lượng nhiều đến mấy trăm con, hơn xa người khác. Những con rắn nhỏ này khẻ lưỡi, trong chớp mắt sau khi chúng xuất hiện lần nữa, giống như có kịch độc đang lan ra. Nhưng mà kinh người nhất là lão ngư ông kia. Dưới thân lão là một con giun cực lớn, sau khi làm ra vẻ rít gào không tiếng động, lấy lão làm trung tâm, một lượng lớn bùn đất biến ảo ra. Từ trong bùn đất đó, từng con giun dữ tợn chui ra, chúng nó ngọ nguậy làm cho không gian quanh đó mờ ảo đi. Còn có mặc tử khi vừa xuất hiện, con giao long hai đầu liền gầm thét vang trời, hư vô xung quanh lão lập tức vặn vẹo, một đàn yêu rít gào mà đến. Toàn bộ đều là giao long, thân thể chúng cũng không nhỏ. Sau khi xuất hiện cả bầy yêu cùng ngửa mặt lên trời gào thét. Về phần Mạnh Hạo, khí thế hơi yếu, xung quanh hắn chỉ có vài chục con thanh mộc lang cùng với đàn rơi, không thể so sánh với hiệu quả thị giác ghê người mà năm người kia tạo ra. Lúc này, người của năm đại bộ lạc ở ngoài kim quang nhìn cảnh này cũng đều trầm ngâm mà suy nghĩ, kể cả tế tự và tộc công của mỗi bộ lạc cũng suy tư. Từ lòng chiến khác với đồ đẳng tu. Đồ đẳng tu là sự cường đại của từng cá nhân, còn tư long thì có trình độ cao hơn, có thể thao túng một bộ lạc mạnh mẽ. Cho nên dù xem xét trên phương diện nào, thì địa vị của tư long đều vượt xa tu sĩ đồ đẳng. Tựa như tế tổ, trên thực tế có thể xem nhẹ trận chiến đầu tiên, trận chiến thứ hai này mới quan trọng nhất. Sắc mặt Ô Linh đầy lo lắng, trong mắt Ô Trần thì càng thêm cuồng nhiệt. Người của năm đại bộ lạc ở xung quanh đều đang khẩn trương ngóng nhìn. Một hồi hỗn chiến nữa, lại bắt đầu. Trước đó, Mạnh Hạo cũng không chủ động tham gia trận chiến này, nhưng lần hỗn chiến này hắn lại chủ động ra tay. Đây là lần chủ động đầu tiên kể từ khi hắn vào Tây Mạc đã ra tay. Chính là sát cơ. Hắn là người đầu tiên ra tay, nhưng người hắn tấn công không phải là tư long của bốn bộ lạc kia, mà là mặc tử. Người đã lộ răng nanh. Như vậy là tự người muốn chết. Đây là tính cách của Mạnh Hạo, đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì chính là sát cơ. Hắn vung tay phải lên, đại mao lập tức ngửa mặt lên trời giống to, thân thể nó tức thì biến lớn. Nó cùng với đàn sói bên cạnh và bầy rơi đen, hóa thành mấy luồng cầu vồng phóng thẳng đến chỗ bầy yêu của mặc tử. Mạnh Hạo ra tay làm cho mặc tử chấn động. Lão ta vốn không nghĩ tới Mạnh Hạo sẽ là người ra tay đầu tiên. Hơn nữa lại ra tay với mình. Lão nghĩ rằng Mạnh Hạo sẽ lợi dụng hỗn chiến mà đánh lén mình, như vậy mới không bị người dị nghị. Đây cũng là mưu tính của lão. Nhưng lúc này Mạnh Hạo lại trực tiếp ra tay, làm cho lão không kịp trở tay. Người muốn chết. Mặc tử giận dữ hét, bầy giao long của lão đồng loạt gào thét, bay đến chỗ bầy yêu của Mạnh Hạo. Còn Mặc Phương thấy vậy cũng lộ vẻ tức giận, trong mắt gã tràn đầy oán độc cùng sát cơ. Gã đứng ở sau cha mình, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo mà cười lạnh lùng. Người nhất định phải chết. Lập tức có tiếng nổ, vang lên khắp trời. Việc Mạnh Hạo ra tay làm cho mấy tư long khách khanh của các bộ lạc khác phải sững sờ. Chẳng riêng gì bọn họ, mà ngay cả các tộc nhân của từng bộ lạc ở bên ngoài kim quang cũng đều chớp chớp mắt, sừng sốt. Ô Đạt bộ này xảy ra chuyện gì? Thế nhưng lại có thêm một người phản chiến. Chẳng lẽ người này lại giống như đại hán vừa rồi, có thực lực đủ để càn quét mọi người? Điều này là không thể. Thiên Khải Tư Long rất mạnh, người này không đủ sức vượt qua họ đâu. Ở ngoài kim quang, các tộc nhân của từng bộ lạc sau khi kinh ngạc, đều xôn xao nhìn về phía Ô Đạt Bộ. Nhưng lại thấy bản thân Ô Đạt Bộ cũng giật mình,
nhất là biểu tình của tế tự và tộc công cũng giống như trận chiến đầu tiên. Đáng chết, đúng là có vấn đề. Sao bọn họ lại có biểu tình đó? Lần đầu còn hiểu được, lần thứ hai cũng vậy. Đây là quỷ kế của bọn họ, có thể lắm. Nhưng mà quỷ kế gì lại tự giết lẫn nhau trước chớ? Ngay lúc tộc nhân các bộ lạc ở ngoài Kim Quang đang thì thầm sôi nổi, thì ở trong Kim Quang Mặc Tử đang ngửa mặt lên trời, cười lớn. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 639, Răng Nanh Gãy 2. Mạnh Tiểu Nhi, chính ngươi muốn chết nên không thể trách lão phu. Tuy ta và ngươi là khách khanh cùng một bộ lạc, nhưng ngươi lại ra tay với ta, nên ngươi là gian tế của bộ lạc khác. Đã thế, lão phu giết ngươi, cho dù ngươi có nói bỏ quyền cũng vô dụng. Trong lúc Mặc Tử nói thì bầy giao long xung quanh lão đã lao tới được hơn một nửa. Con giao long hai đầu cũng đang lao tới, tiếng nổ vang trời. Đại mao hóa thành luồng ánh sáng trắng trông vô cùng hung tợn. Mỗi một lần con rơi màu đen lóe lên, hàm răng sắc nhọn của nó chớp lóe xuất hiện là lại có một con giao long bị khô héo toàn thân, thê lương chết đi. Mặc Tử thấy vậy liền biến sắc. Lão ta đã dự đoán là Mạnh Hạo rất mạnh, nhưng lại không ngờ rằng con sói trắng và con rơi đen kia lại mạnh kinh người đến vậy. Mà cái con rơi kia lại làm cho lão thêm uất ức vì nó vốn là của lão. Tại vì lão cảm thấy tư chất của nó sau này không bằng mấy con giao long nên mới đem cho con mình hộ thân. Nhưng không ngờ rằng con rơi đen này rơi vào tay Mạnh Hạo lại thể hiện ra thực lực kinh người như thế. Lúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lão phu định sẽ dùng thủ đoạn này đối phó với đối thủ, nhưng giờ cho người biết một chút cũng hay. Mặc Tử cười lạnh, lão đưa tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức có tiếng gầm nhẹ truyền ra từ trong đó. Một đám giao long nháy mắt bay ra, tạo thành một đoàn dài, số lượng mấy trăm con. Trong đó có đến hơn 10 con giao long hai đầu. Những con giao long này vừa bay ra liền tạo nên khí thế ngập trời. Các tư long khác thấy thế đều cả kinh, càng không nói đến cảm xúc của những người đứng bên ngoài. Đây hoàn toàn không phải là bắt đầu, mà là kết thúc. Mạnh Hạo nhìn những con giao long kia rồi lạnh nhạt nói. Tay phải của hắn bấm niệm pháp quyết. Đưa tay nhấn vào đan điền một cái, kim đan trong cơ thể hắn lập tức chấn động mãnh liệt. Ở trong kim đan, yêu đan của Ứng Long thượng cổ, trong nháy mắt truyền ra một tiếng rít gào. Trong tiếng gầm thét mãnh liệt, một hư ảnh Ứng Long hiện ra trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Hư ảnh con Ứng Long này có thân hình đến trăm trượng, cái đuôi rất dài, đôi cánh sắc bén, còn có đầu rồng, với hai mắt đỏ như máu. Lúc nó xuất hiện, khí thế bỗng dâng lên ngút trời. Cả kim quang cũng phải vặn vẹo do chịu áp lực mạnh, các tư long khác ở quanh đấy đều mặt mày đại biến. Đây là dị yêu cấp 11. Trời ạ, đây là hư thần mà chỉ có dị yêu cấp 11 mới có thể xuất hiện. Loại uy áp này, người này, chẳng lẽ người này là đại tư long? Tất cả tư long trên đài đều kinh hô. Bọn họ phát hiện ra, trong chớp mắt, cả đám dị yêu của mình đều đang run rẩy. Ánh mắt chúng nó vô cùng hoảng sợ mà nhìn lên Ứng Long trên trời. Một luồng áp chế thuộc đẳng cấp bên trên, trong nhất thời xuất hiện ở khắp mọi nơi, không chỗ nào mà không có. Một luồng uy áp khó có. Thể hình dung được, bao trùm trời đất giáng xuống đài cao trong kim quang này. Trong chớp mắt khi Ứng Long xuất hiện, tất cả giao long ở xung quanh của Mặc Tử lập tức run rẩy. Chúng nó phát ra tiếng gào rú thê lương thể hiện sự hoảng sợ cùng cực. Là sự sợ hãi mãnh liệt nhất trong đời chúng. Toàn bộ dị yêu co rúm lại, cùng lui về phía sau. Trong đó có một số con dị yêu run rẩy quá độ, giống như chúng nó không thể thừa nhận được sự uy áp đáng sợ này nữa. Chúng nó kêu lên thảm thiết, thân mình lúc nào cũng sắp đổ sụp xuống. Mạnh Hạo lạnh lùng vung tay phải lên, hư ảnh Ứng Long trên đầu hắn lập tức phát ra tiếng gầm thét kinh trời, kim quang vặn vẹo kịch liệt, trời đất ở bên ngoài biến đổi. Ứng Long thượng cổ là vua của bầu trời. Nó lộ ra tư thế ngạo nghễ đất trời, xông thẳng đến chỗ bầy giao long đang run lập cập kia. Những nơi nó đi qua, mấy con giao long đang run rẩy kia đều không dám kêu rên tiếng nào, mà để cho Ứng Long tùy ý cắn nuốt. Con hai đầu hay con bình thường đều yếu ớt, không có chút sức phản kháng nào ở trước mặt Ứng Long.
Chỉ trong mấy hơi thở, toàn bộ bầy giao long đã bị cắn nuốt hết. Mặc Tử không thể tin được mà la lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt lão tái nhợt đi, thân thể không ngừng lui ra sau. Hư ảnh ứng long đang gầm thét lao đến chỗ lão. Trong mắt Mặc Tử lộ vẻ điên cuồng, lão vươn một tay, chộp lấy Mặc Phương đang ở gần mình. Ý muốn được sống sót của lão càng điên cuồng và mãnh liệt hơn. Mặc Tử, ta đây đắm chìm trong con đường tự long nhiều năm, mong muốn của ta, tâm huyết suốt đời của ta là có thể nghiên cứu ra dị yêu mạnh nhất. Mạnh Tiểu Nhi, ta không phục. Trong lòng Mặc Tử gào lên, đồng thời tay trái của lão cũng bấm niệm pháp quyết. Trong lúc ứng long sắp đến gần, vẻ mặt của Mặc Phương còn đang là vẻ khó có thể tin và mờ mịt, thì một tay Mặc Tử đặt trên đỉnh đầu Mặc Phương còn lão, vỗ một cái. Mặc Phương lập tức phun máu tươi, sau đó đầu của gã nứt toác, vỡ tan. Dùng thân thể con ta, chăn ấu yêu. Lấy hồn con ta nuôi dưỡng dị yêu mà nhất mạch tư long Mặc gia ta đời đời truyền thừa, Mặc giao chín đầu. Ở trong tiếng hô, thi thể Mặc Phương run rẩy mãnh liệt, một tiếng gào rú vang lên từ trong đầu lâu vỡ nát của gã, từ trong đó, một con giao long màu đen đột ngột bay ra. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Trong chốc lát, tổng cộng có 7 cái đầu sinh ra từ thân thể của Mặc Phương, sau đó phóng lên trời. Thân thể Mặc Phương trực tiếp nát bấy, nhưng máu thịt của gã không tiêu tán, mà tụ lại một chỗ. Trong chốc lát hình thành cái đầu giao long thứ 8. Một con giao long có 8 cái đầu, thân hình tầm trăm trượng, lập tức xuất hiện trước mặt Mặc Tử. Hai mắt Mặc Tử đỏ thẫm, lão ngửa mặt lên trời hét to, con giao long 8 đầu ở phía trước lão cũng gào rú, bay thẳng đến chỗ ứng long thượng cổ. Giết cho ta! Tinh thần Mặc Tử rơi vào trạng thái điên cuồng, hét lên, con giao long 8 đầu này có thực lực hơn xa những con giao long bình thường. Nó gầm thét, gắng gượng chống cự lại uy áp mà bay đến trước mặt ứng long thượng cổ. Giao long 8 đầu và ứng long thượng cổ cùng lao vào, tấn công đối phương, tạo nên tiếng nổ ầm trời. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường, lạnh lùng nhìn cảnh này. Tất cả tư long ở bốn phía đều thầm chấn động tâm thần, chăm chú nhìn xem diễn biến trận đấu. Còn người của năm đại bộ lạc ở ngoài kim quang cũng nín thở, nhìn chằm chằm vào trận chiến trong kim quang, giống như thế giới của họ chỉ còn lại một màn long giao chiến này. Trong tiếng nổ ngập trời bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Con giao long 8 đầu đã bị vỡ nát hết 3 đầu. Máu thịt lẫn lộn bị ứng long nuốt trực tiếp luôn. Còn 5 cái đầu còn lại của giao long vẫn gào rú, vùng vẫy nhào vào cắn xé với ứng long. Ứng long ngửa đầu giống to, giống như uy nghiêm của nó bị khiêu khích. Thân hình nó mau chóng biến lớn đến tầm 100 trượng, trực tiếp đụng vào thân con giao long kia. Tiếng nổ khủng khiếp, vang vọng đất trời. Con giao long còn 5 đầu kêu lên thảm thiết. Nó run rẩy và sợ hãi muốn lui ra sau trốn chạy, nhưng còn chưa tránh được bao xa, thân mình nó bị ứng long đụng một cái, nát bấy thành một đống máu thịt. Ứng long khẽ há miệng đã nuốt hết toàn bộ đống máu thịt kia. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 640, răng nanh gãy. 3. Mặc Tử hết cả hồn vía, đầu óc quay cuồng, lảo đảo lui người ra phía sau, bỏ quyền. Trong lòng lão tràn ngập sợ hãi, trước nguy cơ mất mạng đang tới gần, lão dồn sức thét lên. Theo tiếng lão vừa nói ra, kim quang bắt đầu vây quanh thân thể lão, chỉ chờ một lực kéo là lão sẽ bị lôi ra khỏi đài kim quang. Con ứng long kia lập tức lại rít gào, thân mình trong nháy mắt giống như vị thiêu đốt, lửa lớn ngập trời, lao thẳng tới phía Mặc Tử. Trong khoảnh khắc thân thể Mặc Tử được kéo ra ngoài, nửa thân hình của ứng long lại đánh thẳng lên kim quang, nhưng bị chắn lại. Mạnh Mỗ muốn giết người, ai cũng không thể ngăn. Mạnh Hạo lạnh lùng nói, hắn đưa một ngón tay chạm vào kim quang, đồ đằng thanh mộc ở mi tâm của hắn lập tức có biến hóa. Sau đó, thân thể hắn xuất hiện hư ảnh thanh mộc. Một luồng hơi thở tràn ngập lực lượng của thuộc tính mộc lan ra, theo chỗ chạm ngón tay của Mạnh Hạo, mà dung nhập vào kim quang. Kim quang này do thuộc tính mộc và kim tạo thành. Một khắc này, dưới tác dụng của lực lượng thanh mộc, kim quang thế nhưng lại vặn vẹo, làm cho ứng long lan tràn một cách quỷ dị ra ngoài. Vào lúc Mặc Tử cho rằng mình thoát chết rồi, chỉ vừa khẽ thở phào một cái,
thì thế giới của lão đã biến thành màu đen. Đó là đầu của Ứng Long đã há miệng, nuốt Mặc Tử một cái. Một tiếng rắc vang lên, lại có tiếng Mặc Tử la lên thảm thiết, nhưng chỉ một tiếng là ngừng hẳn. Thân thể lão đã bị Ứng Long trực tiếp cắn đứt đoạn, hơn nửa thân thể lão ở ngoài và còn gần nửa thân thể của lão ở trong miệng Ứng Long đều ầm ầm nổ bung, tan tành. Một màn này giống như khi răng nanh bị bẻ gãy. Lúc này Ứng Long mới tiêu tan đi, nhưng một màn vừa rồi của nó đã gây ra oanh động. Ở bên ngoài kim quang, năm bộ lạc ô thần cùng xôn xao kinh hãi. Cái này, đây là đại tư long, con rồng kia là rồng gì? Trước giờ chưa từng thấy loại dị yêu như vậy. Thậm chí ngay cả tổ quang cũng không thể ngăn cản. Mặc Tử còn bỏ quyền rồi mà vẫn bị giết chết. Năm đại bộ lạc chấn động, gần như mọi ánh mắt của bốn bộ lạc kia đều tập trung nhìn về phía Ô Đạt Bộ. Tộc công của Ô Đạt Bộ ngây người ra, hô hấp dồn dập, tế tự bầu trời ở cạnh đấy quay sang, nhìn tộc công. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Đại Tư Long, hai người nhìn vào mắt nhau đều thấy được cùng một ý nghĩ. Chắc hẳn trước kia hắn bị thương, nên con dị yêu Đại Tư Long của hắn cũng chỉ có thể hóa hình, mà không thể hiện ra bản thể thật sự. Cũng không riêng gì hai người bọn họ có cách nghĩ như vậy, mà những tộc công và tế tự của các bộ lạc ở bốn phía, trong lúc này, đều có ý nghĩ như vậy. Vị đại trưởng lão của Ô Đạt Bộ lúc này cũng hít vào một ngụm khí. Lão ta nhìn về phía Mạnh Hạo cũng không còn dám bày ra sự khinh thị hay địch ý, mà là cái nhìn xem trọng với những người ngang hàng mình. Ô Linh thở dồn dập, sắc mặt nàng ta vì kích động mà đỏ lên, nắm chặt nắm đấm. Nàng ta hiểu rằng Mạch Đại Sư sẽ là chỗ dựa lớn nhất giúp tỷ đệ hai người họ quật khởi trong bộ lạc. Ô Trần thì nhìn Mạnh Hạo đầy cuồng nhiệt, lúc này trong mắt gã, Mạnh Hạo giống như thiên uy, là người mà gã tôn sùng nhất trong đời mình. Còn có đại hán do thiên phương thú hóa thành cũng mở to mắt, lẩm bẩm vài câu không rõ. Người ở bên ngoài phản ứng mạnh như thế, lại càng không cần phải nói tới tế tự của các bộ lạc đang ở trên đài cao. Cổ Lạp đứng ở đó hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt y hiện lên chút bi ai, nhưng gã cũng cam chịu số phận rồi. Nhân vật cường đại như vậy, bản thân gã không trêu chọc nổi, lúc này không có lựa chọn nào khác chỉ có thể chấp nhận số phận. Nhưng đồng thời gã cũng có chút vui mừng, thiếu chủ cường đại rồi. Đi theo hắn đối với mình cũng là một lựa chọn không tệ. Cổ Lạp đảo mắt suy nghĩ, gã bắt đầu cân nhắc mình nên lập công như thế nào để thể hiện mình trong mắt thiếu chủ, để bản thân không còn là tên nuôi dưỡng dị yêu tầm thường nữa. Nhưng ngay vào lúc mọi người vẫn còn đang chấn động với cảnh tượng vừa rồi, thì đột nhiên lão thái bà với lão già tóc bạc và lão tư long ăn mặc như lão đánh cá ở trên đài kim quang, không hẹn mà cùng ra tay một lúc. Đám dị yêu của bọn họ theo lệnh mà thét gào, bay thẳng đến chỗ hư ảnh Ứng Long đang tan biến của Mạnh Hạo. Ánh mắt ba người này lộ vẻ tham lam, bọn họ là tư long, có thể nhìn ra một ít mánh khóe, nên bọn họ cho rằng dị yêu hình rồng của Mạnh Hạo có vấn đề, nó không tồn tại được lâu nên mới phải biến mất. Nếu giết chết Mạnh Hạo, thì bọn họ có thể tha hồ chia chác tất cả dị yêu mà Mạnh Hạo đang có. Đây là một đại tư long bị thương, lực lượng đại tư long chỉ còn lại ở một mức nhất định. Có thể, không giống như trong truyền thuyết, đại tư long chân chính là không thể bị giết chết. Một đại tư long bị thương, đối với chúng ta mà nói chính là một lần cơ duyên. Đám người lão thái bà trong nháy mắt ra tay, hiển nhiên là đã đạt được nhận thức chung. Về phần Cổ Lạp, đối với các tư long khách khanh của năm đại bộ lạc ô thần mà nói, thì do thời gian y đến ngắn ngủi, còn chưa hiểu biết lẫn nhau, nên lần hành động này, ba người bọn họ không nói cho y biết. Lúc ba người kia hành động thì Mạnh Hạo lập tức xoay người, ánh mắt hắn lộ ra sự lạnh lẽo đầy chết chóc. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, đổ đằng vô mục tằm trên mu bàn tay, lập tức biến ảo ra tơ tằm, vờn quanh người Mạnh Hạo thành một vùng tơ tằm kín mít. Tiếng nổ động trời vang lên, Mạnh Hạo vẫn đứng im không nhúc nhích, mặc cho dị yêu của ba tư long kia tấn công. Trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt vang lên. Người ở bên ngoài nhìn vào, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vùng máu me bao trùm. Vô sỉ, Ô Linh vẻ mặt lo lắng, tức giận mắng. Các tộc nhân của Ô Đạt Bộ cũng đều phẫn nộ. Tộc công,
tế tự và cả đại trưởng lão đều biến sắc. Ba người bọn họ cùng bay ra, muốn đi cứu viện, nhưng lại bị tộc công và tế tự của những bộ lạc khác liên thủ ngăn cản. Cùng lúc đó, Cổ Lạp trên đài cao thấy thế thì cũng biến sắc, y không do dự mà lệnh cho bầy dị yêu của mình, bay thẳng đến chỗ ba tên tư long kia. Ở thời khắc mấu chốt, một tiếng nổ kinh trời vang lên, chỗ Mạnh Hạo đứng trước đó, trong tiếng nổ, bỗng nhiên cũng truyền ra âm thanh vù vù. Đó là do tơ tằm ở trên không trung đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh tạo ra tiếng rít. Trong thanh âm này, tơ tằm mạnh mẽ vọt ra phía ngoài, tầng tầng lớp lớp quét ngang bốn phía, máu tươi phun ra. Tiếng kêu thảm cũng vang lên, thân thể tất cả dị yêu ở gần Mạnh Hạo trong phạm vi tầm 10 trượng đều lập tức bị cắt đoạn. Trong mùi máu tanh tràn ngập, Mạnh Hạo từng bước đi ra khỏi biển máu, tơ tằm vẫn vờn quanh thân thể hắn. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn ba vị tư long kia đang tái cả mặt mà không ngừng lui về phía sau. Các bạn vừa nghe xong tập 64 của bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.